Chào mọi người, hôm nay mình luộc chuối sim ăn nha. Ở đây mình có một mớ chuối nè, thì mình sẵn chia sẻ những cái loại chuối nào mà luộc ăn lên ngon ha. Là mình lựa những cái trái nó mềm mềm mà vàng vàng như thế này thôi ha, vàng hơi hơi thôi mình luộc ăn ngon này. Chuối nó chín như thế này là luộc không được nha, nó không ngon đâu, nhưng mà trái này thì luộc được nè. Đó. Nên là mình tách ra, mình cái trái nào mà mình luộc ăn nó vừa ăn thì mình lấy. Chuối này nó rất là già luôn, chín chín bói. Mấy trái này thì chưa. Rồi, mấy trái này là luộc ăn được nè. Mình đã chọn ra là một mớ như thế này. Giờ mình luộc, mình để vào đây một muỗng muối để cho chuối nó ăn bùi bùi và nó ngọt ngọt. Để nước vào nha. Rồi để nắp lại mình. Chuối mình luộc được nửa tiếng rồi đó. Giờ mình xơm ha. Nè, nó lủng như thế này thì chuối của mình đã chín rồi đó. Mình xơm lại nè. Nó rất là nhẹ tay luôn. Thì mình tắt bếp, chắc nước này ra, bỏ ha. Rồi lại kế lại. Đây chuối của mình sau khi chắc khô nước rồi, mình ghế lại lửa nhỏ thôi, tầm có khoảng 1 phút ha. Sau được 1 phút thì khô rồi nè, chuối của mình nó khô rồi, nó khô đáy rồi. Giờ mình nhắc xuống nha, rất là nóng, đó. Chuối nó rất là dẻo luôn. Đây chuối. Mình đã bóc vỏ xong hết rồi, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Mình chuẩn bị một cái đĩa nữa. Sắc ra đây các bạn ơi, rất là dẻo dẻo luôn đó, màu vàng là rất là ngon. Mình sắc ra rất là dẻo luôn. Cái này mình có nước cốt dừa để vào ăn rất là ngon. Ở đây mình sắc ra, nóng quá, quá nóng quá nóng. Quá giận, có ít mới mè để vào. Quá ngon. Thành phẩm chuối luộc quá ngon, nhìn quá vàng luôn. Đây bóc lại, rất là vàng luôn, giờ ăn rất là ngon luôn. Giờ test cho các bạn thấy nè, con gái yêu mâm 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 bóc luôn. Quá dẻo, rất dẻo luôn, quá dẻo luôn, quá ngon. Mẹ.